Các bạn biết hết rồi đúng không? Ấn ngay vào link ở dưới phần bình luận để đến với các dịch vụ của Abu trong các tựa game như là Free Fire nè, Blockfoot nè, Toilet Town Defense nè và Sakura Stain. Đó, tất cả mọi dịch vụ đều ở dưới phần bình luận nha. Hello mọi người, lại là mình Abu và đệ tử Boss đây. Dạ, con chào sư phụ, để chào mọi người nha. Mấy hôm nay sư phụ bận không có ra clip được ấy. Con có biết là game bữa này có cái gì mới không? Dạ, có bộ đồ thần ma sư phụ. À, bộ đồ thần ma hả? Thần với ma thế dạ. Con thích thần hay là thích ma? Dạ, con thích thần. À, thế hả? Ok. À, ngoài ra thì có một số bạn nhắn tin cho Abu bảo là: anh Abu ơi, em kết bạn với để Abu nhưng mà mấy hôm nay để Abu không có online. Thì bạn nào mà muốn kết bạn với để Abu ấy, hoặc là chơi game với mình ấy, thì mọi người bình luận ID game ở dưới nha. Cho mọi người 5 giây để mọi người bình luận ID game ở dưới này. Đó, xong rồi sẽ kết bạn hết luôn. Đúng rồi, mọi người bình luận ID game ở dưới, để cho tí nữa để mình sẽ vào lấy ID game, kết bạn và rủ vào leo rank chung, leo lên thách đấu. Chứ sư phụ mới có vàng 2, con rank kim cương à? Dạ, mấy bữa nay con leo á sư phụ. À, đây là ID game của Abu nha mọi người, 26860-2724 nha. Đó, mọi người ấn dừng video mà xem nha. Rồi, ok. Bây giờ thì sư phụ sẽ vô, nghe bảo là Garena ra bộ đồ thần ma mới, không biết là có xịn hay không. Mình sẽ vô mình xem, để xem là có xịn hay không nha mọi người, có đẹp hay không nha. Đây. Ui. Ui, ngầu lòi luôn anh em ạ. Hiện tại thì Abu còn 39.913 kim cương, là gần 40.000 kim cương đấy mọi người. Mình sẽ quay để xem là còn lại bao nhiêu nha. Ok, chờ sư phụ tí, sư phụ quay lấy cái bộ đồ này cái nha Bình An. Garena. Garena mới ra bộ đồ mới. Ui, quay phát đầu tiên là được một cái huy hiệu luôn đấy. Bao nhiêu cái là đuổi được 5 cái hả? Wow, thế thì ngon rồi. Phát này không ăn thua rồi. Phát nữa, phát nữa, phát nữa. Ôi trời, game là dễ, phát nữa. Không phải xoắn anh em ạ. Ui, nhiều hộp súng thế. Sư phụ có 3 huy hiệu rồi Bình An ơi. Ok, huy hiệu thứ 4. Huy hiệu cuối cùng nữa là được. Chọn nhanh nè. Ok, phát thứ cuối cùng cũng ra mọi người ạ. Trời ơi, cái bộ đồ thần ma này Garena làm quá đẹp nên là nó cũng không phải là dễ đâu anh em ơi. Dạ đúng rồi. Ui, cái bộ đồ này còn cả cái gì đấy? Trang bị hiển thị khi ghép trận này. Cái này là hiệu ứng gia nhập này. Cái này là cái lúc bơm máu ấy mọi người. Bơm máu nó sẽ dơ lên những kiểu luyện công ấy. Cái này là nhảy qua cửa sổ này. Còn cái này là gì? Động tác à? Động tác biến hình à? Ok, tạm thời là như thế đi. Mình sẽ đổi này. Còn cái mặt nạ này nữa ta. Mặt nạ thần ma hợp thể à? Ui, cả thần cả ma luôn. Bây giờ con đã lên trình rồi đó. Giờ trình con má hay lắm. Thế hả? Ok. Đâu? Để sư phụ xem bán lâu lắm rồi, sư phụ mới chơi game lại với con để xem trình con bắn thế nào nha. Vô nha mọi người. Ok, chúng ta cũng đến với trận đấu đầu tiên của Abu và đệ tử Boss leo thách đấu bằng bộ đồ thần ma nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi. Mọi người xem clip. Ui, chưa gì mà đã nóc rồi Bình An. Rồi toang rồi mọi người ơi. Chưa có súng. Sư phụ chưa có súng Bình An ơi. Ơi. Nó bắn ghê lắm hả? Không, nó không có bắn ghê. Thế con gà lắm hả? Sao mà nó không bắn ghê mà con chết vậy? Ok, trận này Abu sẽ gánh tem và cứu đệ tử của mình nha mọi người. Nó cầm cái AK. Sư phụ còn chưa có súng gần này, đang cầm SKS đây này. À, ok, có tiểu liên này. Nó cầm cái AK. Con gì chết rồi. Đây, sư phụ cứu vòng luôn. À, sư phụ test mấy cái hành động mới. Đầu tiên là cái hành động biến hình này. Bùm, đó. Tóc vàng luôn, mặt đẹp luôn, chỉn chò luôn. Mặt này giống kiểu như là đang tức tới nỗi sôi máu. Đây, biến hành động này nữa.
bùm. Đó, cái bộ đồ này tím tím. Từ ngồi xuống nó cây đầu là bắn bay đầu đấy. Bình An xuống đây cân 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 2 cân 3 với sư phụ Bình An ơi. Con cân 2 cân 3. Đúng rồi, xuống đây cân 2 cân 3. Tao không quên nữa. Cái nào mà thiếu cây cây á thì vào bình luận của sư phụ mình á. Sư phụ mình có thể cắt vào luôn nha. Ok. Xuống đây Bình An này, vào trong cổng trời luôn nha, vô trong luôn, vô trong nhà luôn. Vô có đầu trên sầu vô. Vô đại luôn. Nó đâu? Nó trên nóc nhà. Nó ở đây Bình An ơi. Sư phụ kéo đầu nó rồi nhưng mà nó chạy rồi. Con ở đâu? Con ngoài mê cung hả? Dạ. Trời ơi, ngoài mê cung có người hả? Đâu, nó tự trên nóc nhà đó. À, trên nóc nhà kìa Bình An. Trời. Chơi mà lên nóc nhà. Để đó. Mày. Sư phụ cũng được sư phụ ơi. Ok. Cứu được đúng không? Dạ. Nó không có khe à. Chỗ này là nó đâu khe được đâu. Ok. Hai đứa luôn mình nha này. Ok. Giết một. Còn một đứa nữa mình nha này, bơm máu đi. À, chỗ con có người. Ủa, mình là bên nào chúng ta? Giống NTN đấy mọi người. Giết xem phải không? Không phải. Con người mình nha này. Còn người không ta, sư phụ thấy cái chấm đỏ trên đầu mà ta. Thì đó, nãy cái thằng kia mình đúng rẹt đó là nó dẫn cái chấm đỏ trên đầu. Đi vô luôn này, vô trong luôn này. Sư phụ một kêu rồi. Chốt chỗ con có người Bình An này. Chấm đỏ trên đầu con, từ từ. Mày chạy à mày. Nó đâu. À, để sư phụ ném bom vô, Ui, nó chạy rồi. Ủa? Ra luôn. Ra đây. À. Bay. Con đúng thôi. 2 kill. Mặc bộ đồ thần ma ăn 2 kill. Ủa, con. Bay. Bay. 3 kill. Wow. Đây chứ đâu. Đâu có ép đâu. Sư phụ nhìn con kìa. Con có một kiểu mà thích cái máy sát thương. Sư phụ qua cái máy sát thương. Đó là cái gì ra? Đó là sư phụ bắn cover giúp con thôi. Cover mà hơi quá tay thôi. Cover đúng viên là nó ngủm rồi. Đúng rồi, cover đúng viên mà nó ngủm rồi. Tại nó gà ấy Bình An. Cái này là gọi tình sư phụ tiền là chắc bền cao. Tình sư phụ chắc bền cao hả? Chắc bền lâu chứ sao chắc bền cao? Cao á là sư phụ á cũng bảo vệ con nên sư phụ phải kéo kêu con đấy con. Đâu, tại vì sư phụ sợ nó bắn con tội con không được lên thách đấu nên sư phụ bắn giúp con thôi chứ. Dăm ba cái kêu ăn thua gì? Game dễ mà. Đến ra con định nói cái từ đó với sư phụ luôn. Thế hả? Thế là bị sư phụ cướp nói trước rồi hả? Sư phụ mới lên vàng à. Ờ, sư phụ mới lên vàng nè. Ở đâu ta? Sao sư phụ kéo chỗ con, chỗ con có người. Bữa nay sư phụ mình kiểu như là Từ, 2-3 hướng Bình An này, từ. Nóc 2 là Bình An này, từ thôi. Sư phụ 5 kill rồi, Bình An này 5 kill rồi. Cứ cho sư phụ 5. Chỗ con còn người không? Dạ không. What? Nãy sư phụ thấy còn mà đó. Còn mà, con mà. Núp vào. Hay quá. Con mấy kill rồi? Con 2 kill à. Ui, mới có 2 kill à.
sư phụ năm kim. Sư phụ để ấn vào chỗ nào nhỉ? Đấy. 1400 nhiều sát thương hơn con mà, con mới có 1300 sát thương à. Con mới kêu. Ok. Sư phụ chưa nhìn chiêu con nữa, con 2 kêu mà. Bạn nào mà yêu quý dạ. Abu hoặc là yêu quý để Abu thì mọi người gì nhà bình luận ID game ở dưới và chơi game cùng với để của mình nha mọi người. Đúng rồi mọi người ơi. Vô đi mình với sư phụ sẽ gắp cho. Đúng rồi, game là dễ, thách đấu dễ mà. Một là gánh tem, hai là gánh tem. Ok, bây giờ cho con gánh tem đi, sư phụ gánh nặng cho. Ok không? Sư phụ gánh nặng hả? Đến luôn nè. Dạ ok sư phụ, sư phụ muốn làm thì sư phụ làm. Thế con nghĩ trận này sư phụ top 1 không? Nói trận này top 2. Để sư phụ bơm máu cho mọi người xem cái. À từ từ, mình nhảy trên nhà xuống cho mất máu. Bơm máu cho mọi người xem cái hiệu ứng mới. À có người bắn con kia. Đâu? Okay. Còn người không? Không mất rồi, có mình đó. Còn đây. MB chi sát đồ chơi với MB chi chớp. Này thì MB chi sát này. Bơm máu đi. Để sư phụ kiếm cái chỗ nào cao cao nhảy xuống cho nó mất máu, xong rồi bơm máu cho mọi người xem cái gì ta? Cái hiệu ứng mới. Cái skill mới của cái bộ đồ thần ma này. Ô, 15 bình máu. Đây. Bùm. Ui giời ơi, không được rồi Bình An ơi. Bắn thêm. Câu hỏi chưa? Hả? Đâu có chết đâu, này bơm máu nè, đó. Ui cái tay này. Đó, ok. Đi lấy cái giáp 3 để sửa giáp đã. Hiện tại mới giáp 2. À, đi mua cái giáp 3 đi. Ôi có người Bình An ơi. Mày là mày. Mày kêu đúng không? Mua cái giáp 3 này, sư phụ 7 kêu rồi Bình An ơi, hay quá. Ok, tôi bắt đầu cũng bắn này. 7 kêu. Tại sao nó đặt chế độ diệt quỷ? Chế độ diệt quỷ nữa hả? Để sư phụ kiếm cây phóng lựu, sư phụ bắn thử cho nè. Ui nói đúng luôn này mọi người. Ôi giời ơi. Sư phụ bắn phóng lựu nha Bình An ơi. Thế là nghe khổ rồi đấy. Chỗ còn có người hả? Ui ba thằng sau con không nói sớm nhỉ? Trời ơi sao con không nói sớm nhỉ? Sư phụ cầm cái phóng lựu của bánh bằng cái gì ra? Rồi để đi cứu Bình An cái đó mọi người ơi. Nhưng mà còn có 500 xu à, sao cứu? Thì lên là 200 xu. Còn 200 xu nữa đâu mà lụm. Công trời mình lụm hết rồi mà, công trời mình lụm xu hết rồi mà. Đi sư phụ không sao đâu. Ôi, sư phụ chạy xuống giết nó luôn, chết đi thôi. Hết xu rồi. Thì sư phụ cứ lên đây con thấy. À bên này có xu này, bên này có xu. Sư phụ đi cứu con cái nha. Kìa. Sư phụ cầm cái máy phốc phốc bỏ cho nhanh. Ui Bình An hôm nay thông minh thế. Hay quá. Phóng xuống đó là không có sống đâu. Đây xe bị lụ rồi. Lắm rồi sư phụ. Chạy thẳng lên cứu con luôn. Đúng cách treo lên. Không cần. Chạy thẳng lên. Để xem trận này mình có được top 1 hay không nha mọi người. Hiện tại Abu đã 7 kill rồi. Mặc cái bộ đồ thần ma này vào hình như bắn hay hơn hay sao ấy. Đúng Bình An. À tất cả các dịch vụ của Abu đều ở trong phần bình luận nha mọi người. Bạn nào mà thiếu KC hoặc là bạn nào xem clip của Abu thì cũng biết là Abu lấy KC ở đâu đúng không? Đó. Ui có người. Có người. Thế là Bình An đi chăn lạnh toát rồi, có người. Ôi giời ơi. Tôi vừa có vô cứu trước đây còn nhiều để con lo.
Trời ơi, cầm cây. Trời ơi, hai đứa luôn. Cả hai đứa đều yếu luôn. Trúng một viên phóng lựu nữa là chết cả hai rồi. Trời ơi, đen quá. Đen thế mọi người. Thôi, chưa. Lần sau Abu sẽ không bắn phóng lựu nữa nha. 7 chiêu. Dạ. Lần sau Abu sẽ tập trung bắn sọt gân 3 chip nha mọi người. Ok không? Dạ đúng rồi, dạ ok. Ok, thì clip của mình cũng xin kết thúc tại đây. Và ngày mai mình sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem. Bạn nào mà muốn xem Abu quay về cái gì đó, quay skin súng hoặc là quay đồ áo, bộ đồ thần ma này kia, hay là bộ đồ mới của Galena các thứ, thì mọi người bình luận ID game ở dưới. Nhớ là bình luận ở dưới để mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn và tặng quà nha mọi người. Bạn nào mà muốn nhận được quà của Abu, muốn nhận quà gì mọi người bình luận ở dưới. Ví dụ em muốn anh Abu tặng skin súng này, hoặc là tặng cái gì đó mọi người bình luận ở dưới. Đó, xong rồi Bình An tí nữa nhớ ra đọc comment xong rồi bạn nào mà gửi ID thì nhớ gửi ID cho sư phụ để sư phụ tặng nha. Dạ. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai. Bye bye. Bye bye mọi người.